Kính thưa bác Ngọc, cái bức hình mà ghép hình ảnh của bà Sanchez vào một cái thân hình phụ nữ gọi là hấp dẫn như vậy đó, thì theo bác đó là sẽ làm cho người ta có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà bầu cử của cử tri đối với bà Sanchez không? Cái hình ảnh đó thì chỉ có đối với những người lớn tuổi chúng tôi là thấy nó kỳ lắm, tại vì nó là những cái hình ảnh mà hồi trước giờ mình chưa có thấy. Thí dụ như nó là một cái hình vẽ thì không sao, cái hình này là hình ghép mặc vô, thành ra đối với những người lớn tuổi tôi nhìn thấy cái hình nó không có vẻ thanh lịch lắm, nó không có được. Dạ thưa bác, đó là vấn đề liên quan tới vấn đề gọi là thanh lịch hay không thanh lịch, nhưng mà muốn hỏi là vấn đề là nó có ảnh hưởng tốt hoặc là xấu tới lá phiếu của người ta dự định? Nó không có ảnh hưởng gì tới lá phiếu hết trò chơi, là vì cái lá phiếu nó căn cứ vào những cái việc làm phục vụ cái tinh thần của cái người đó, chứ còn cái hình ảnh đó thì nó không có ảnh hưởng gì tới lá phiếu. Cảm ơn bác.